Xin chào mọi người, thì hôm nay camera IPD thương hiệu Đức xin gửi đến mọi người một tính năng thông minh nữa, đó là tính năng hàng rào ảo. Thì hàng rào ảo là sao mình? Thì mình có thể hiểu đơn giản là như vậy. Hàng rào ảo là một đường ranh giới được quy định sẵn trên video. Khi có người vượt qua ranh giới này, thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt báo động, có thể là báo động qua email và qua âm thanh gì đó. Thì cảnh báo âm thanh. Thì để sử dụng tính năng này, mọi người cần đăng nhập vào đầu ghi để bật tính năng này lên. Mọi người vào phần cấu hình, sự kiện thông minh. Đây là tính năng hàng rào ảo. Thì trong một hiện tại là bên camera bên mình là có hỗ trợ là bốn hàng rào. Đây mọi người có thể thấy đường ranh giới đây, 1 2 3 4. Thì trước trước mắt khi mà muốn sử dụng tính năng này, mọi người cần kích hoạt nó lên. Rồi ví dụ như mình muốn tạo ra một hàng rào ảo thì mình sẽ chọn một, sau đó mình chọn vẽ vùng. Rồi ở đây nó sẽ cho chúng ta là ba sự lựa chọn. Có nghĩa như vậy, thì sự lựa chọn thứ nhất có nghĩa là nếu như có vật di chuyển từ A sang B hoặc là từ B sang A thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt báo động. Lựa chọn thứ hai là chỉ có hướng di chuyển từ hướng A sang hướng B. Nếu như có vật di chuyển từ hướng A sang hướng B thì hệ thống sẽ kích hoạt. Còn nếu như di chuyển từ hướng B sang hướng A thì hệ thống sẽ không kích hoạt. Và lựa chọn thứ ba thì sẽ ngược lại với lựa chọn thứ hai, là nếu như có di chuyển từ hướng B sang hướng A thì hệ thống sẽ kích hoạt báo động. Ở đây mình làm video demo nên là mình sẽ chọn theo phương án thứ nhất là cả hai hướng. Còn đây là thông số độ nhạy, mọi người có thể chỉ tùy chỉnh theo cái sở thích của mình. Có thể là 50 hoặc là 100 gì đó. Rồi mọi người tiến hành lưu lại. Thì ở cái phần lịch trình chỉ định, đây là cái thời khung thời gian mà mình muốn quy định cho con cam. Thì hôm nay mình làm demo thì mình sẽ để là thứ ba. Rồi tiến hành lưu lại. Ở phương pháp liên kết thì mình sẽ chọn là cảnh báo audio gửi qua email và thông báo về trung tâm giám sát. Bật ghi hình thì mình sẽ chọn một con cam thôi, đó là con cam số 1 mình đang gắn lên để demo. Rồi mọi người cũng tiến hành lưu lại. Sau đây mình sẽ thử tính năng này. Như mọi người đã thấy thì khi mà mình đưa tay vượt qua cái đường ranh giới thì hệ thống đã tự động kích hoạt audio. Thì mình sẽ check mail để kiểm tra thử là có thông báo về mail hay không. Đây, mọi người có thể thấy là camera đã tự động lại chụp lại một đoạn, chụp lại một hình ảnh khi mình đưa tay vào, đưa tay vượt qua cái vùng cái hàng rào đó. Rồi xin cảm ơn mọi người.